máy lọc nước Geyser Ecota 9 Slim T, nâng tầm sức khỏe với 6 loại nước, 6 chức năng. Nước Ion 1 dùng cho người mới bắt đầu sử dụng nước Ion kiềm. Nước Ion 2 dùng để uống trực tiếp nấu ăn và rửa thực phẩm. Nước Acid dùng để rửa mặt làm sạch da, mang đến một làn da đẹp và khỏe mạnh. Tận hưởng cuộc sống chất lượng với độ pH từ 5.5 đến 10, mang lại nguồn nước phục vụ cho mọi nhu cầu. Hãy chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình bạn với Geyser Ecota 9 Slim T. Đặt hàng ngay hôm nay để trải nghiệm sức khỏe tuyệt vời mà sản phẩm mang lại.